bao bự bự thì em mới ăn được tí. Còn mấy lúa kia thì tầm 17, 58, 60 tí. Vui chúng quá. Mày luôn đợi cái bông mày nữa. Khúc này khúc im nè. Khúc này chủ ruộng mình nè. Lấy tiền đúng không? Lấy tiền đó. Dạ. Yeah. Nghe chân chọc kêu luôn. Mày ổng chắc luôn được. Pha cổ nữa, dắt ra chỗ khác quá đầu chết mẹ cái mất. Em á là cuối chạy sạch bụi luôn. Cái vụ đông xuân này đất khô á, miếng ruộng nào mà xuống lá thì bụi dữ lắm. Bụi tiền lá này lá. Lúa cô làm cắt chưa? Cắt mà còn dưới chưa cắt. Dạ. Này nước lớn cái mũi hòa rất là cao. Mấy chiếc DC93XK giờ làm cũng rất là ngầu các bạn. Mấy anh quấn băng keo rồi độ hàm các kiểu ha. Giờ đa số vụ đông xuân này là dành cho mấy chiếc máy độ luôn các bạn. Tại vì đất khô quá thì tốc độ nhanh và cắt rất là nhiều công hơn. Chuyển ra nha các bạn. Rồi mấy anh qua cái bờ mẫu để gom lúa nè. Đấy, như mấy anh chạy vô được con cộ rồi các bạn ơi. Cái miếng đất này thì có cái đường mương giữa các bạn, nên nãy cắt xong cái lên bên đây thì máy này qua bên đó cắt thì các bạn. Đây chiếc máy đây DC93 kia cũng đang qua nè. Chiếc kia thì cắt cho đường xuôi nha các bạn. Nên hai máy cũng khá là giống nhau nhưng cái mùi nó khác màu ha. Hai máy lên hàm quấn keo rồi giống rồi các bạn. Rồi hai chiếc bắt đầu đó. Vô tốc độ nữa rồi. Đó, quá dữ các bạn ơi. Chiếc kia chưa thấy nè. Kia bắt đầu lú lên các bạn. Thì mình chia sẻ máy DC93 thu hoạch giống lúa GVT nha các bạn. Ở đây thì cân được 7.300 một ký nè. Lúa giá rất là cao các bạn ơi. Nhìn lá ở đây làm lá lúa nhìn rất là đẹp các bạn. Này cắt cũng gần xong rồi nha các bạn. Hình như là còn nửa bên nữa các bạn ơi. Này chạy nửa bên. Lên cuối chạy sạch bụi luôn. Cái vụ đông xuân này đất khô quá.
miếng ruộng nào mà xuống lá thì bụi dữ lắm bụi. Vàng lá này thì còn rất là sạch nha các bạn. Rồi mấy 93 này chạy qua nửa bên kia nữa mới xong. Nay trời không nắng gắt nữa các bạn. Trời ui ui à. Người gấu lúa mấy anh chạy rất là nhanh. Tầm 3 len nữa thì xong miếng ruộng này các bạn. Máy này cắt thôi nó là mình thấy cái dàn gom là thấy dữ dằn. Gom này các bạn. Nó khác hơn những máy khác nha. Nó có cục cục. Còn lên cuối trong cái miếng ruộng này luôn các bạn ơi. Rồi thì thu hoạch rất là nhanh ha. Mấy 93 ngày cắt mấy chục công các bạn. Vụ đông xuân này trời nắng nè, cắt tới có thể cắt tới tối luôn. Chúng quá, thiếu bao luôn, hết bao luôn. Lúa chúng quá. Quay luôn trời, đứa bông quay nữa. Quay, khúc này khúc im nè. Khúc này chủ ruộng mừng nè. Khúc này lấy tiền đúng không? Khúc lấy tiền đó. Dạ. Rồi bắt đầu anh tài xế cho chiếc máy cắt lùi xuống nha các bạn. Chỗ này thì nó hơi phức, mình quay nó hơi phức, các bạn xem cũng thông cảm nha. Này nước lớn, cái mũi phà rất là cao. Thank you.
Rồi máy đã xuống phà nha các bạn. Giờ chờ chiếc máy kéo mấy anh chết lúa xong rồi mấy anh xuống.